cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Việc Joe Biden rút lui thật ra là một cuộc đảo chính dân chủ chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện lo ngại về an toàn của các thẩm phán tối cao pháp viện sau vụ nổ súng vào ông Trump. Sau Biden, Kamala Harris là kẻ tiếp theo bị chỉ trích công khai vì sự thất bại trong vai trò kiểm soát biên giới. Và sau đây là phần tin chi tiết. Quý khán thính giả thân mến, trong bối cảnh chính trị Mỹ đang trở nên căng thẳng, cựu chủ tịch Hạ viện New Gingrich đã có những phát biểu cụ thể về tình hình hiện tại của Joe Biden. Gingrich cho rằng việc Biden rút lui khỏi cuộc đua tái cử không phải là quyết định cá nhân mà là kết quả của một cuộc đảo chính được tổ chức bởi các lãnh đạo đảng Dân Chủ. Trong bài phát biểu gần đây, Joe Biden đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đoàn kết đảng của mình và bảo vệ nền Dân Chủ, ông tuyên bố không gì có thể cản trở việc bảo vệ nền dân chủ của chúng ta điều đó bao gồm cả tham vọng cá nhân vì vậy tôi đã quyết định cách tốt nhất là truyền ngọn đuốc cho một thế hệ mới tuy nhiên kinrich tuyên bố bài phát biểu đó là một lời nói dối ông cho rằng biden không quyết định rút lui vì lợi ích của đất nước mà vì bị áp lực từ nancy pelosi và barack obama kinrich không ngần ngại chỉ trích gọi đây là một cuộc đảo chính chưa từng thấy trong lịch sử hoa kỳ Ông cho biết đây là một cuộc đảo chính. Chúng ta chưa bao giờ thấy điều gì tương tự như vậy trong lịch sử Hoa Kỳ. Đây là một nhóm người quyết định rằng 14 triệu 500.000 đảng viên dân chủ trong các cuộc bầu cử sơ bộ đã sai, rằng Joe Biden không còn xứng đáng với sự chấp thuận của họ và họ sẽ áp đặt một người cực đoan từ San Francisco. Mà với Pelosi thì điều đó có lý. Gingrich cũng so sánh tình trạng của Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong khi Netanyahu phát biểu trước Quốc hội Mỹ với sự nhận thức và thể chất mạnh mẽ, Biden đã thể hiện sự thiếu năng lượng và suy giảm nhận thức. Kingrich nhấn mạnh, khi bạn so sánh và đối chiếu hành vi nhận thức và thể chất của Netanyahu với Biden, bạn chỉ nghĩ, chuyện gì đã xảy ra với Joe Biden? Người đàn ông đã phát biểu đêm qua không phải là người đã tuyên thệ nhậm chức 3 năm rưỡi trước đây. Neil Kingrich đã vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại về tình trạng hiện tại của Joe Biden và những gì ông cho là âm mưu từ các lãnh đạo đảng Dân Chủ nhằm loại bỏ Biden. Những lời phát biểu của Gingrich không chỉ phản ánh sự đối đầu gây gắt trong nội bộ đảng Dân Chủ, mà còn cho thấy sự lo ngại về tương lai của nền chính trị Mỹ dưới sự lãnh đạo của đảng này. Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện lo ngại về an toàn của các thẩm phán tối cao pháp viện sau vụ nổ súng vào ông Trump. Các nhà lập pháp nói, chúng tôi vẫn lo ngại về an ninh và an toàn của tất cả các quan chức ngành tư pháp. Cụ thể, vào ngày 25 tháng 6 mới đây, đảng Cộng hòa tại Hạ viện nêu lên lo ngại về an ninh và an toàn của các thẩm phán tối cao pháp viện Hoa Kỳ và các quan chức tòa án cấp dưới sau vụ mưu sát cựu Tổng thống Donald Trump, thông báo rằng họ đã mở một cuộc điều tra về vấn đề này. Trong một bức thư, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, Cộng hòa Ohio và dân biểu Darrell Issa, Cộng hòa California, đã gửi cho Tổng trưởng lý Merrick Garland yêu cầu có một cuộc họp ở cấp nhân viên bàn về các biện pháp đang được tiến hành để tăng cường an ninh xung quanh chính vị thẩm phán. Bức thư nêu rõ, xét đến những lời lẽ nặng nề và vụ ám sát gần đây nhắm vào Tổng thống Trump, chúng tôi vẫn lo ngại về an ninh và an toàn của tất cả các quan chức ngành tư pháp, trong đó có và đặc biệt là sự an toàn của các thẩm phán tối cao pháp viện. Những nhà lập pháp này hiện đang yêu cầu một cuộc họp ngắn từ Bộ Tư pháp, cơ quan giám sát bộ phận cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ có nhiệm vụ cung cấp an ninh cho các thẩm phán tối cao pháp viện Họ nói rằng cuộc họp này nên diễn ra càng sớm càng tốt, nhưng không được sau ngày 6 tháng 8 năm 2024. Các thẩm phán không được bảo vệ bởi Sở mật vụ Hoa Kỳ, một cơ quan thuộc Bộ An ninh Nội địa có nhiệm vụ bảo vệ các tổng thống đương nhiệm và cựu tổng thống, cũng như các phó tổng thống và thành viên gia đình họ. Các bộ tư pháp và tối cao pháp viện đều không phúc đáp yêu cầu bình luận hoặc đưa ra tuyên bố công khai sau khi bức thư được gửi đi. Bức thư đề cập đến vụ việc hồi tháng 6 năm 2022, trong đó, một người đàn ông có vũ khí xuất hiện tại tư gia của thẩm phán tối cao pháp viện Brett Kavanaugh và được cho là đã tìm cách sát hại ông vì một bản dự thảo ý kiến bị rò rỉ sẽ được tối cao pháp viện công bố lật ngược án lệ vụ trâu kiện quay. Một báo cáo của Bộ An ninh nội địa năm 2022 cho biết việc rò rỉ bản dự thảo ý kiến hồi tháng 5 năm 2022 đã gây ra một làn sóng đe dọa tới các quan chức và những người khác, đồng thời làm gia tăng khả năng xảy ra bạo lực. Bản ý kiến bị rò rỉ đó cũng chăm ngồi cho các cuộc biểu tình của phe cánh tả bên ngoài nhà của thẩm phán Kavanaugh và các thẩm phán khác. Tháng 6 năm 2022, Tổng thống Joe Biden đã ký một dự luật cung cấp sự bảo vệ an ninh 24 trên 7 cho gia đình các thẩm phán tối cao pháp viện. Ngoài vụ việc của ông Kavanaugh, thì trong bức thư hôm thứ Ba, các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện cũng đề cập đến một nhà lập pháp của đảng Dân Chủ người đã giới thiệu các điều khoản đàn hạt các thẩm phán tối cao pháp viện Clarence Thomas và Samuel Alito. Những nhà lập pháp đảng Cộng hòa nói rằng, nhà lập pháp này đã đưa ra những tuyên bố không chính xác hoặc cố ý gây hiểu lầm để khẳng định rằng tòa án này không có tính hợp pháp. Họ viết, tất cả những chiến thuật này là nhằm mục đích đe dọa các thẩm phán theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống vì những hành động theo thẩm quyền của họ. Sau Biden, Kamala Harris là kẻ tiếp theo bị chỉ trích công khai vì sự thất bại trong vai trò kiểm soát biên giới kính thưa quý vị thân mến trong phiên họp chính thức của hạ viện dân biểu marjorie taylor green đã gây chấn động khi công khai chỉ trích bà phó tổng thống kamala harris khẳng định bà ta đã thất bại hoàn toàn trong vai trò kiểm soát biên giới do cụ biden bổ nhiệm không chỉ biden harris cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước bằng việc để cho tỷ lệ tội phạm hiếp dâm và khủng bố dâng cao đến mức kỷ lục dưới thời chính quyền biden Kamal Harris được bổ nhiệm chức vụ kiểm soát biên giới với vai trò quản lý và giám sát các vấn đề biên giới của Mỹ. Tuy nhiên, khỏi cần chứng minh cũng biết Harris đã thất bại trong nhiệm vụ này. Biên giới mở dưới thời Biden Harris là một mớ hỗn độn, tạo ra cuộc khủng hoảng biên giới lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử Hoa Kỳ. Các phương tiện truyền thông thiên tả đã dùng mọi cách cố gắng bưng bít vụ việc này, làm sạch hình ảnh của bà phó Harris, nhưng trên thực tế nhiều hãng tin lớn trên toàn quốc đã thẳng thừng gọi bà là Bonaza hay quản lý biên giới và tuyên bố bà có liên quan trực tiếp đến tình hình rối ren ở biên giới ngay lúc này. Dưới sự giám sát hời hợt của Harris, đã có hơn 11,5 triệu người nhập cư bất hợp pháp từ hơn 160 quốc gia xâm nhập vào Mỹ, bao gồm hơn 2 triệu người trốn thoát qua biên giới mà không bị bắt giữ bởi các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ. Harris bị chỉ trích và cáo buộc đã khoanh tay đứng nhìn một cách thụ động khi trẻ em và phụ nữ Hoa Kỳ bị tấn công bởi những tội phạm nhập cư bất hợp pháp mà chính quyền của bà đã để sống ở biên giới. Dân biểu Taylor Green còn chỉ trích chính sách của Harris liên quan đến ứng dụng CPP One. Ứng dụng đã cho phép hơn 400.000 người nhập cư bất hợp pháp vào các cộng đồng người Mỹ, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và việc làm của người dân tại các cộng đồng này. Green khẳng định dưới sự quản lý của Harris biên giới đã trở nên hỗn loạn và không kiểm soát được. Một trong những phát biểu cây tranh cãi nhất của Harris là việc bà so sánh ICE, tức Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, với KKK, tên gọi tắt của Q. Klan, một tổ chức cực đoan trong quá khứ nổi tiếng về vấn đề phân biệt chủng tộc, và kêu gọi xóa bỏ ICE. Green cho rằng Harris đã tiếp tay cho những hành động trái đạo đức bằng cách ủng hộ quỹ tự do Minnesota, một tổ chức đã giúp bảo lãnh cho những tên tội phạm bị buộc tội trong các cuộc biểu tình của Black Lives Matter. Các cuộc biểu tình này đã gây ra thiệt hại hơn 2 tỷ USD cho cộng đồng người Mỹ. Elise Stefanik cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Kamala Harris vì chính sách biên giới mở thất bại. Tiếp lời của Marjorie Taylor Greene trong phiên họp của Hạ viện Hoa Kỳ, hạ nghị sĩ Elise Stefanik đã lên tiếng chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris vì những chính sách biên giới vô nghĩa thứ đã gây ra khủng hoảng biên giới nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại. Trong bài phát biểu, Stefanik đã không ngần ngại gọi bà Harris là một kẻ thất bại toàn diện và cáo buộc bà đã gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia bằng cách thúc đẩy các chính sách biên giới mở của đảng Dân Chủ. Stefanik đã nêu lên nhiều số liệu cụ thể để chứng minh luận điểm của mình. Trong tháng 6, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ CPP đã ghi nhận hơn 130.000 lượt người nhập cư trái phép tại biên giới phía Nam, tương đương với khoảng 4.300 lượt mỗi ngày, gấp 4 lần so với định nghĩa khủng hoảng của cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Jay Johnson dưới thời Obama. Tính từ đầu năm tài chính 2024, có 93 cá nhân có tên trong danh sách theo dõi khủng bố đã bị chặn khi cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ một cách trái phép tại biên giới phía Nam. Và tổng số này là hơn 500 người kể từ khi Harris được giao nhiệm vụ giám sát biên giới. Đặc biệt, tại khu vực Swanton ở biên giới phía Bắc đã chứng kiến một sự gia tăng chưa từng có về số lượng người nhập cư trái phép, bao gồm cả những người có tên trong danh sách theo dõi khủng bố. Tình trạng biên giới hỗn loạn này không chỉ là một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia mà còn là một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Dưới sự giám sát của Harris, gần 80.000 trẻ em nhập cư đã bị mất tích hoặc rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Bà Stefanik cũng nêu ra các trường hợp cụ thể về tội phạm bạo lực liên quan đến người nhập cư trái phép như vụ một cô gái 21 tuổi bị giết hại ở Syracuse và một cô gái 15 tuổi bị hiếp dâm ở Albany County. Cả hai đều là nạn nhân của những tên tội phạm nhập cư trái phép của chính quyền Biden. Stefanik chỉ trích việc Harris đã không thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ biên giới, bao gồm việc dừng xây dựng bức tường biên giới và chấm dứt chính sách Remain in Mexico của cựu Tổng thống Trump. Harris cũng bị lên án vì đã không có bất cứ liên lạc gì với các quan chức biên giới Cụ thể là cựu giám đốc cơ quan tuần tra biên giới Hoa Kỳ Roy Ortiz và giám đốc hiện tại kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 7 năm 2023. Stephanie kêu gọi các đồng nghiệp của mình ủng hộ nghị quyết lên án Kamala Harris và quay trở lại các chính sách biên giới của tổng thống Trump để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại. Bà nhấn mạnh rằng Hạ viện đã thông qua HR2, một dự luật an ninh biên giới mạnh mẽ nhất trong lịch sử để chấm dứt cuộc khủng hoảng này.